xin uh, mến chào các bạn rất vui được gặp lại các bạn trong uh, video mới nhất của mình ngày hôm nay nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cái cách mà khắc phục bên dòng xe số các bạn lúc mà các bạn mà lên ga là các bạn cảm giác là giật 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 cái bánh sau xe của các bạn giật 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 xong là các bạn mới uh, chạy được là cảm giác rất là khó chịu nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cái cách khắc phục và thêm là mình sẽ nói thêm là những cái nguyên nhân uh, là bị tình trạng như vậy các bạn đây mình có một cái bánh xe sao nữa các bạn các bạn nhìn cái cầu dĩa nè cầu dĩa rất là cái độ rơi rất là nhiều nha các bạn ví dụ mà các bạn để cái tình trạng như vậy là các bạn đi cũng được đi nhưng mà cái máy cảm giác mà các bạn bị rung giật mà các bạn lên ra là nó khó chịu là cái thứ nhất còn cái thứ hai nó sẽ làm cho cái nhông sinh dĩa của các bạn rất là mau mòn luôn đó là còn khi một cái nữa các bạn thêm một cái nữa nếu mà các bạn để tình trạng như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cây uh, đến cái cốt nhông của các bạn này đây cái uh, cốt nhông này các bạn cốt nhông này là rất là lỏng nha các bạn tại vì lý do là cái uh, cái anh khách này ảnh đã để cái cái uh, cao su đùm các bạn để cao cao su đùm quá lỏng quá lỏng các bạn là ảnh đi viết ảnh không để ý, nên nó bị giật giật viết là cái cây cốt nhông này của ảnh đã bị lỏng rồi các bạn tại vì cái nhông này là cái nhông uh, cũng còn được đó là cũng không phải là do nhông, đó là do cây cốt nhông nha các bạn. Đó cây uh, cốt nhông là cái cây cốt nhông này là cũng có thể khắc phục được luôn nha các bạn. Khắc phục luôn không cần mà chẻ máy. Đó là là mình có thể uh, khắc phục luôn để mình chia sẻ cho các bạn hai cái cách, hai cách uh, khắc phục tại nhà nó cũng đơn giản. Các bạn nhìn thấy cái độ uh, rơ lắc đúng không? Ví dụ cái uh, cây nhông mà các bạn để mà uh, riêng là nó không có độ rơ lắc nha các bạn. Đó bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách uh, khắc phục đơn giản tại nhà nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn bên cái cao su đùm này các bạn. Đây các bạn nhìn cái độ rung lắc nó cũng quá nhiều nha các bạn. Cái này cao su đùm này là như là đi lâu các bạn, đi lâu rồi các bạn bây giờ cao su đùm này nó bị chai. Chai xong rồi nó nó sẽ chừa bốn cái khoảng trống rất là lớn. Đó là các bạn cái độ ví dụ mà các bạn để gì chạy cũng được nhưng mà nó cái độ giật nó rất là nhiều các bạn, giật nhiều xong rồi các bạn là nó sẽ mau làm mà hư nhông sinh dĩa của các bạn lắm với lại thêm một phần hồi nãy mình cũng có nói là hư cái uh, cốt nhông các bạn cứ để giật 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 là nó sẽ bị hư các bạn uh, muốn thì hai cái uh, bốn cục cao su mới nhưng mà các bạn mua những cái cục sâu cao su mà uh, tầm khoảng bốn năm chục ngàn trở lên các bạn uh, gắn vô chứ mà những cái cục cao su mà tầm khoảng mười mấy hai chục ngàn là các bạn để vô nó vẫn là lỏng nha các bạn lỏng nó vẫn y như cũ à đó bắt buộc là mình phải xử lý bằng cách này nha các bạn với lại là có những cái cục cao su đùm các bạn mới mua về các bạn để vô nó vẫn còn lỏng thì bắt buộc là các bạn uh, xử lý bằng cho cho mình uh, bằng cách này luôn đó cách này thì nó cũng uh, đơn giản nhưng mà các bạn xử lý cũng rất là ok đây các bạn trước tiên thì các bạn uh, kiếm cho mình một cái uh, ống nước các bạn ống nước dẻo này cái uh, ống nước 21 này các bạn đó là các bạn uh, kiếm cho mình một khúc thôi các bạn chim vô các bạn chạy rất là bóc các bạn rất là ok luôn mạnh mà bóc nữa là nó không có cái, cái độ mà giật giật mà rung này cái, cái nợ đó đây các bạn chim vô đây nè các bạn chim vô đây thì nó đôi khi nó cũng rất là ok nó sẽ không mòn cái cù dĩa mấy cái cục này cù cụ dĩa của, của các bạn nè các bạn chim vô là nó sẽ không uh, mòn đây trước khi chim thì các bạn cắt cho mình bốn cục trước nha các bạn cắt cho mình bốn cục trước như vậy thì các bạn cắt như vậy các bạn dễ chim vô hơn chứ mà các bạn để nguyên cây các bạn khó chim vô lắm đó là vậy các bạn rồi các bạn lấy cho mình miếng chai xanh lay các bạn miếng xà bông xanh lay các bạn chát vô các bạn dễ chim vô các bạn đó các bạn mình chim vô đây mình chim vô gần một nửa thì mình sẽ lấy cái cán búa cái mình gõ vô từ từ các bạn đó mình gõ vô cho nó nó, nó vừa tới luôn vừa tới cái cái uh, vừa đủ luôn đó mình mình gõ vô xong đây cắt vô xong thì nó sẽ như vậy như vậy nó còn lòi ra một khúc nữa các bạn lòi ra một khúc thì các bạn lấy cho mình một cái con dao gọt giấy đó các bạn cắt cho nó đều nha các bạn cắt cho nó đều là nhìn rất là ok luôn đây mình cắt xong cái mình chim xong hết rồi cái mình cho các bạn xem đây các bạn sau khi mình đã chim vô xong hết đó các bạn một lúc mình để vô là rất là ok luôn các bạn không còn cái độ rơi như các bạn là lúc này là các bạn chạy rất là ok luôn không còn cái độ mà giật 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 các bạn lúc khi lên ga nữa đây cái cách này thì rất là ok ok hơn là lý do là nó sẽ không làm cho cái cùi dĩa của các bạn mòn bốn cái cục đó, đó là rất là ok luôn nha các bạn đó rất là chắc chắn luôn nha còn đây là cái cách thứ hai các bạn cái cách thứ hai các bạn không không có sử dụng cái cách trước đó. thì các bạn sử dụng cái cách này thì cũng rất là ok hơn mà nó dễ hơn nữa các bạn chuẩn bị cho mình lấy một cái ruột xe đó các bạn các bạn lại lấy cho một cái ruột xe các bạn uh, cắt cho nó bốn miếng bốn miếng cái hình uh, chữ nhật các bạn các bạn uh, chim vô là cũng ok luôn đây mình uh, cắt xong cái mình uh, cho các bạn xem đó cắt ra được bốn miếng như vậy các bạn các bạn uh, cắt cho nó vừa đủ thôi các bạn dành lại cho nó vừa phải lúc mà các bạn ép vô lúc mà các bạn ép vô là nó sẽ không có uh, dư ra nha các bạn đó các bạn để trang vậy nè là những cái này á, là đôi khi những cái cục uh, cao su đệm là các bạn mua mới là nó cũng vẫn bị là bị uh, uh, rơ nha các bạn vẫn bị rơ nên bắt buộc thì mình phải sử dụng cách này nè lúc mà các bạn uh, ráp vô các bạn sử dụng cách này là rất ok luôn đây mình để, để vô mình ép vô cho các bạn xem nè đó không còn độ rơ lắc nha các bạn là, lúc này là các bạn chạy không còn bị giật luôn rất là ổn luôn đó cách này là cũng rất là ổn luôn nha các bạn đó rất là ok luôn thay vì mà các bạn không sử dụng hai cái cách đó các bạn đây các bạn uh, sử dụng cách này cũng được cũng rất là ok luôn đó uh, cách này thì uh, nó cũng đơn giản thì mình cũng uh, sử dụng bằng cái uh, ruột xe đó các bạn đó mình sử dụng cục xe các bạn uh, cắt cái, cái, chiều dài của nó tầm khoảng 3 phân mấy thôi chiều ngang nó tầm 3 phân thôi các bạn uh, canh vừa đủ thôi các bạn uh, chim vô trong đây là cũng rất là ổn luôn các bạn đó các bạn uh, chim vô trong đây các bạn nhìn, chim vô ngay trong cái kẹt giữa nè kẹt giữa này là chim cũng rất là ok luôn đó các bạn chim vô là các bạn đi cũng vẫn là là không bị uh, rung giật luôn nha các bạn đó để mình chim vô xong cái mình để vô cho các bạn xem nè đây mình để vô nè các bạn đó để vô là rất là ok luôn không bị rung giật đó mình để mình lắc cho các bạn xem nè là cái cách này thì uh, nó cũng đơn giản như hai cách trước nó đơn giản hơn nha các bạn còn không nữa thì các bạn sử dụng thêm cho mình một cái cách uh, cuối cùng luôn nè các bạn đó các bạn không dùng ruột xe thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái uh, ống nước này các bạn đây cái uh, ống nước nhỏ như vậy nè các bạn uh, cắt cũng vừa uh, cái kích thước nãy bằng cái uh, ruột xe đó các bạn đó các bạn uh, cắt vừa vừa cái kích thước uh, ruột xe hồi nãy các bạn dẫn chim y như là, là tình trạng uh, lúc lúc hồi uh, nãy luôn đây dẫn chim vô cái cái uh, chính giữa nha các bạn dẫn chim vô chính giữa của hai cục cao su đó là mình chia sẻ cho các bạn là rất nhiều cách các bạn có thể sửa hết cách nào thì các bạn sử dụng bằng cách đó nhưng mà cách nào cũng rất là ok nha các bạn đó rồi bây giờ mình ép vô cho các bạn xem nè đó, không còn mà cái độ rơ không còn độ uh, lắc nữa các bạn rung lắc nữa là lúc đó là rất là ok hơn các bạn đó à, rất là chắc chắn luôn nha các bạn đó là các bạn đi là thoải mái luôn còn đây mình sẽ cho các bạn xem cái cùi dĩa của cái chiếc kẹt này các bạn cái độ rơ nó cũng tương đối như vẫn còn được nha các bạn đây các bạn nhìn hai cái g nè đó các bạn nhìn cái độ rơ nè dạng cũng chín mờ các bạn 9 mờ vẫn còn được cứ ví dụ mà các bạn độ rơ mà để 7 mờ hoặc sáu mờ là các bạn lúc mà các bạn lên ra là nó cảm giác nó giật giật, giật là nó sẽ mau uh, mòn cái nhông sinh dĩa của các bạn lắm đây các bạn nhìn nè đó mình uh, mình ấy nè các bạn, đó cái độ gơ nó cũng còn ít nha các bạn, còn ít là vẫn còn chạy được, vẫn còn ok nha các bạn. Sau khi mà các bạn mà khắc phục cái cao su đùm mà xong xuôi, cao cao su đùm mới, nhưng mà các bạn chạy vẫn còn rung giật, đây là cái lý do, thì một cái lý do này nữa nha các bạn, cái lý do là cái cây cốt nhông của các bạn á, là đã bị mòn các bạn, mòn thì nó sẽ bị, đây các bạn nhìn thấy nó đậu rơi rất nhiều, đậu rơi rất là nhiều nha các bạn, cái này là các bạn phải chẻ máy ra các bạn thay cái cây cốt mới còn không nữa thì các bạn sử dụng cây cốt này các bạn đi đắp cốt xong rồi các bạn đi vớt cho cái cái răng nó bằng đó, các bạn nhưng mà cái, để cái clip sau đi clip sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn không cần phải uh, gã máy mà cũng không cần phải đắp cốt luôn cái cái clip sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà khắc phục bên cái độ rơi của cái này là cái độ rơi của này rất là nhiều nha các bạn là các bạn đi là nó nghe giật mà nó còn nghe cọc cọc nhông sinh dĩa nữa các bạn đó để có gì cái clip sau đi clip sau mình sẽ chia sẻ rồi mình xin kết thúc clip tại đây mình xin chúc các bạn thành công rồi mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi